Chúng ta phải phái người đến Bangkok báo cho Mark biết. Đáng thương quá, vợ và con của anh ta lại chết hết. Con mình thầm buồn mà thâu nhé. Ngân, em có hạt ham chạy sẽ đừng đau lòng nữa. Chúng ta cùng đi Bangkok thôi. Ai bỏ ấy mà. Nếu được thì mắt phải xin nghỉ. Sau đó cùng về với chúng ta. Được rồi. Em sẽ ở lại nơi này để bảo vệ chàng, sẽ ôm chàng vào lòng thật chặt, để lòng chàng ngập tràn trong tình yêu và quan tâm. Chàng thật đáng yêu, xin chàng đừng từ chối hỡi tình yêu của em. Hãy áp sát đôi má của chàng vào môi em, để em cho chàng nụ hôn ấy. Sao vậy? Đọc tiếp đi. Tiếp tục đi chứ, sao lại dừng lại? Vâng, thưa dì. Hãy trân trọng nụ hôn đó. Mặt sát mặt. Còn nữa. Này, này. Coi chừng đánh gãy chân của dì đấy. Nhẹ chút đi. Xin lỗi dì. Mỗi khi đọc đến đoạn cao trào thì con luôn có những hành vi kỳ quái, đôi mắt vô hồn, không có thần sắc gì hết. Dì ơi, dì đừng nói thế mà. Lên giống như một công tử đa tình vậy, còn không thích anh ta chút nào. Nước không thể quên ruộng đất, cá không thể quên nước, không thể quên được. Đây là lời nói của một anh nông dân chân chất. Chiếc nhẫn cỏ nhỏ xíu này được làm ra từ tình yêu, chính là câu chuyện tình yêu giản dị ở thôn quê. Mắt vĩnh viễn yêu nắc. Mắt hả? Anh ấy đến rồi ư? Sao thế, nắc? Ai đến thế? Không có gì đâu dì ơi, là do con thèm ăn trầu thôi. Thì ăn đi, có ai cấm con ăn đâu. Đúng rồi, trầu cau ngon lắm. Con nghĩ róc về rồi. Để con đi xem. Mắt, sao anh lại đến đây? Sao lại hát to thế? Vì em bắt đầu nghi ngờ đó. Anh nhớ em lắm, nhắc, nên anh phải đến đây gặp em. Bác, bây giờ đang là ban ngày mà. Nếu như có người bắt gặp chúng ta thì em sẽ bị chê cười đó. Thì đã sao? Chúng ta đều yêu nhau mà, đâu có gì để chê cười. Mọi người đều biết chúng ta đang yêu nhau. Đừng mà, anh thì không sao. Nhưng danh tiếng của em sẽ bị hủy hoại đó. Nếu như anh không thật lòng thì đừng làm thế. Nghe anh nói, anh tuyệt đối sẽ không lợi dụng em đâu. Đây là lời thật lòng của anh. Anh muốn ở bên em cả đời. Gì? Gì đang gọi em? Em phải lên đó rồi. Tối anh mới đến nhé. Đợi đã, nắc. Bây giờ em muốn bỏ anh ở lại hả?
thiết cũng bén nhọn như dao vậy. Cô sẽ làm đau mình đó. Cô biết người yêu của Nắc. Tối nay sẽ đánh nhau giúp lên. Tối nay cô ấy sẽ đến đó cổ vũ cho anh ta. Đừng nói bậy. Tôi ủi áo cho chùa thôi. Cô không cần giả vờ. Để coi tối nay ai sẽ đi cổ vũ cho anh ta. Anh bôi cả mặt mình trắng như thế. Anh sợ không thể hấp dẫn Pauline sao? Xem ai đang nói tôi kìa. Mặt của anh cũng trắng như mặt tôi vậy. Vậy sao? Để tôi xem. Sao mặt của tôi trắng thế này? Tôi có thể đi hát bội với gương mặt này rồi. Mặt anh buồn cười thật. Đúng thế. Thiên linh linh, địa linh linh. Đàn ông yếu đi, người đàn bà rơi vào lưới tình. Anh chóng mặt hả? Mọi người sẽ ủng hộ. Mọi vật sẽ trở nên yên ắng. Xin thần linh giúp con. Anh thật là. Tôi không nghĩ câu thần chú của anh có tác dụng đâu. Tôi nghĩ nếu anh tiếp tục niệm nữa, Pauline sẽ đi theo người khác. Mark, đừng nói anh ta như thế. Anh ta đã không còn làm hòa thượng. Anh ta muốn kết hôn. Hôm nay anh phải đánh giúp lên phải không? Mọi người cứ chờ xem. Nếu như Plain nổi nóng thì anh ta sẽ bị hạ ngay lập tức. Xem chúng ta có thể có được cái gì, Plain. Sao hả? Đợi mà xem tài nghệ của tôi đây. Xem đây. Tôi sẽ không thua đâu. Coi này, đừng chớp mắt nhé. Đồ ngu. Xem này. Qua đây cho tôi. Cho tôi miếng bánh. Bánh bộ kia tôi muốn ăn quá. Cho tôi một cái bánh. Bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đưa các cô về nhà. Anh phải về hả? Đi thôi. Chúng ta đi thôi. Muốn đánh nhau lắm hả? Vẫn chưa đến giờ. Đi xem anh lo không? Đi chứ. Thấy được không? Được đó. Có lẽ đến đó rồi sẽ gặp Nắc. Muốn gặp cô ấy lắm sao? Đi thôi. Xem anh lo biểu diễn sẵn tiện đi gặp người đẹp. Chỉ qua mấy phút nữa chúng ta sẽ được biết Mark và Plain. Ai sẽ là người chiến thắng? Anh sao thế, Plain? Phải giữ sức chứ. Tôi biết anh chưa dùng hết sức. Đánh mạnh vào thì mắt sẽ bị anh đánh ngã thôi. Thằng ngu. Anh không thấy tôi không phải là đối thủ của anh ta hả? Chẳng phải anh bảo Nắc sẽ đến xem anh thi đấu hả? Pauline nói với tôi mà. Chứ tôi sao biết được. Tin tôi đi, cô ấy sẽ đến. Cô ấy nhất định sẽ đến mà. Mắt, hiệp này anh phải cho hắn đo dáng. Hạ hắn đi. Biết phải làm thế nào không? Cứ làm như thế. Chiêu này gọi là bơm bánh xe hả?
Mark, tôi đã đặt rất nhiều tiền vào anh đó. Nếu anh thua thì tôi sẽ bị phá sản đó. Nhất định phải thắng. Nhìn kìa, cô ấy đến rồi. Người đẹp đến rồi kìa. Đoán xem cô ấy cổ vũ cho ai. Bọn họ đang ở bên kia. Cô gái của tôi đến rồi. Cô nhìn xem ai nhìn cô say đắm thế kia. Tôi ngưỡng mộ cô quá. Lên. Sao thế? Nắc đến rồi. Ở đâu? Bên kia kìa. Anh luôn muốn có được trái tim em, nhưng em lại chọn mắt. Đợi mà xem. Hiệp này tôi sẽ đánh bại anh ta trước mặt cô ấy. Hạ hắn đi, lên. Lên. Tiến về phía trước. Bắt đầu đánh. Má. Nắc, sao em đến trễ thế? Nhìn này, anh sẽ hạ hắn ngay trước mặt em. Em đợi dì ngủ mới ra đây được. Em đã phải đọc rất nhiều thơ mới khiến dì ngủ. Anh còn đợi gì nữa? Mau đánh thắng trận này đi. Nếu anh thua thì sẽ không nhận được tiền thưởng đâu. Chỉ cần em cổ vũ cho anh thì lên sẽ không phải là đối thủ của anh. Cô đang hát hả? Cô có nghe thấy tiếng hát không? Sao cô còn cười thế? Trọng tài đang đến giờ kìa. Chín. Anh ta đứng dậy rồi kìa. Bắt đầu đánh. Trọng tài đang đếm giờ. Blen thật tội nghiệp. Blen. Blen, cố lên. Tôi biết anh khỏe như trâu vậy. Mặt yếu lắm, anh có thể đánh bại hắn. Tôi biết anh không ngốc. Anh phải có ý chí chiến đấu sắt thép. Đừng để chúng ta bị mọi người cười chê. Lên, đỡ tôi ra khỏi chỗ này. Lên, rời khỏi võ đài thôi, anh làm được mà. Đỡ tôi ra khỏi đây. Chết tiệt, cố lên. Đi thôi, mất mặt quá, xuống thôi. Mắt lợi hại quá. Chúng ta đi thôi, Nắc. Cô xem kìa. Tôi không dám xem. Ghê quá. Hỡi đấng thần linh. Anh làm hả? Không phải. Tôi rất kính trọng các thiên thần, anh biết mà. Tôi không biết đại bi chú là gì hết. Tôi làm hòa thượng 3 tháng thôi, nhưng lại không biết niệm chú. Anh còn giỏi hơn tôi nữa. Không đâu. Tôi cầu xin cấp vị lần cuối. Đừng dùng ma thuật đen hãm hại tôi. Nếu các vị không đổi ý thì cứ tiếp tục làm thế. Tôi đếm từ 1 đến 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Kỹ thuật của con vẫn chưa đạt. Sao dám đi khiêu chiến mắt? Đáng đời. Bố, con đã cố hết sức rồi. Nhưng cách đánh của hắn rất lạ. Thật đó. Hơn nữa, hắn ta còn có người đẹp cổ vũ. Cô nào cũng quyến rũ cả. Đúng vậy. Nếu tôi lập lên, tôi cũng không đánh lại mắt. Ai đi cổ vũ cho anh ta? Nắc, cháu gái của Nít An. Bọn họ rất yêu nhau. Sao con lại cố chấp như thế? Rõ ràng con biết Nắc đã thích mắt. Thì sao lại đi đánh với hắn nữa? Đàn bà trên đời này thiếu gì? Tại sao cứ phải chọn cô ta? Plain thích Nắc thật lòng. Sao anh ấy có thể bỏ qua chứ? Người đời có nói say còn phải mất một ngày mới tỉnh, còn vết thương lòng thì không có cách trị được, đúng không? Chính xác. Con trai, quên cô ta đi. Đàn ông không thể ủ dột như thế. Nếu con thích người phụ nữ nào khác, cứ nói với ta. Bố sẽ đi hỏi cưới cô ta cho con. Bố, con hiểu ý của bố. Nhưng mà để làm được rất khó. Lúc trước bố cũng ép mẹ gả cho bố. Đúng thế. Các người cứ bàn chuyện đi. Ta xem như không nghe thấy gì cả. Em có thể hứa với anh không? Hứa cái gì? Đợi đến khi thu hoạch vụ mùa năm nay xong, anh sẽ cầu hôn em. Hứa với anh, em sẽ là cô dâu của anh nhé. Anh nghe xem anh đang nói gì kìa. Anh nói phải nhớ nhé. Em đợi anh lâu rồi. Nắc, tình yêu của anh. Đồ xấu xa. Chiếc nhẫn cỏ này là lời ước hẹn của anh. Đẹp quá. Hôm nay Mắt sẽ cầu hôn Nắc. Hai người đẹp có thể mở cửa giúp chúng tôi không? Phải mở hả? Không được. Trừ phi chúng tôi nhận được nhiều tiền. Tránh ra để tôi qua. Anh muốn phá hoại việc tốt hả? Đây là nhà của tôi. Nói gì hả? Lùi ra. Đừng kích động. Xem việc tốt mà anh đã làm kìa. Bình tĩnh chút đi. Hôm nay là ngày kết hôn của anh ta mà. Ông xem việc tốt của anh ta làm chưa? Tôi
Tôi phải cảm ơn anh đã cho chúng ta mượn ngôi nhà lớn này để nắp cử hành hôn lễ. Không cần khách khí, chúng ta đều là đồng hương. Tôi luôn ủng hộ những hoạt động thế này. Tôi cũng xem Nắc là cháu của tôi vậy. Tôi cũng rất thân với Mắt. Chúng ta đều ở chung một làng. Lên! Xem ra bọn họ cố ý làm nhục anh đó. Thế này nhé. Tôi và anh ta sẽ đi cho Mắt một bài học. Anh cảm thấy sao? Tên khốn Mắt đã cướp cô gái của Plain mà còn kết hôn với Nhạc Lên nữa. Bố của anh thật rộng rãi. Ít ra ông ấy phải để ý đến cảm nhận của Plain chứ. Đây không chỉ là sỉ nhục Plain. Mà giống như dùng chân đạp vào mặt anh ấy vậy. Rồi sau đó đi tiểu lên đó. Nói đúng lắm. Nhỏ tiếng chút đi. Sao thế? Nghi thức sắp bắt đầu rồi. Qua đây. Được. Anh bị điên rồi hả? Tôi còn muốn làm mất mặt bố mình. Tuy rằng hôm nay Nắc làm vợ của Mắt, nhưng cứ chờ mà xem. Có một ngày cô ấy sẽ làm vợ của tôi. Im lặng. Tập trung vào. Bình thường tôi không làm thế cho người khác đâu. Đây là một loại ma thuật đen. Nếu không phải thiếu tiền của bố anh thì tôi sẽ không làm thế. Tôi không cần biết phải tốn bao nhiêu tiền. Tôi chỉ mong nước thánh của ông hiệu nghiệm. Chuẩn bị xong chưa? Tôi phải bắt đầu đây. Sư phụ, là con đây. Vậy hả? Ta không nhìn rõ. Bên kia. Tại sao anh lại ngồi ngay đây? Ngồi sát vào sư phụ. Cầm lấy đi lên. Xin sư phụ hãy giúp con, để cô ấy trở thành vợ của con. Con bò này sao lại thích anh thế? Sao tôi biết được? Nó là con bò đực mà. Bò đực cũng là bò tốt. Tôi đi thôi, đợi tôi với. Plain, hãy rơi vào lưới tình của em. Có người hỏi em sẽ nói dối. Nhưng mà không sao đâu Plain. Em đến hỏi ý anh. Cô sao thế? Mặt trăng điểm đậm thế, định quyến rũ tôi à? Đi ra, cô sắp làm chúng tôi phát điên rồi. Sao anh cau mày thế kia? Bên khi tịt tụt bẹp ni si.
Lên. Cô ta có hành động lạ quá. Có phải bị ma nhập rồi không? Chúng ta phải làm sao đây? Nếu cô ấy bị ma nhập thì phải đuổi con ma ấy ra. Đưa cô ta đến phần mộ phía sau. Đừng để cô ta chạy đến hát trước mặt tôi nữa. Mất mặt lắm. Này, dậy đi. Pauline, cô sao thế? Pauline, sao vậy? Pauline. Dì ơi, ai đang kêu đấy? Pauline không có ở đây, tôi không biết cô ấy ở đâu. Pauline. Pauline. Nghe nói đại sư ở chùa rất giỏi về bùa chú. Tôi nghĩ anh nên đi hỏi ông ta. Này, đại ca, sao xa vậy? Muốn đạt được thứ tốt thì phải có lòng kiên nhẫn. Chỉ cần qua chỗ này là đến nhà đại sư rồi. Lần này tôi có thể tin anh không? Tất nhiên có thể rồi. Lên. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết đại sư là ai. Thuật pháp của ông ấy rất cao cường. Chỉ có thằng ngu mới không biết. Đúng thế. Các anh chắc chắn tôi sẽ lấy được Nắc làm vợ sao? Tất nhiên rồi. Chồng của cô sẽ sớm về thôi. Trong 3 ngày anh ta sẽ về. Bye. Plain và đồng bọn đã đến. Nào, ngồi đi. Nào, ngồi bên đây nào. Thứ này rất khó nói. Nếu như anh thật lòng yêu cô ấy, thì phải nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Sao các người lại đến tìm ta? Đại sư xin ông đấy. Plain rất thích cô ấy. Hơn nữa, Mắt đã dùng tình dược với cô ấy. Cho nên cô ta mới chích mê chích mệt hắn. Ông phải giúp lên. Anh ta ăn ngủ không yên. Bởi vì anh ta nhớ cô ấy. Tôi không cần biết phải trả giá bao nhiêu. Tôi chỉ cần Nắc yêu tôi. Tôi muốn có một thứ. Thứ gì? Tình dược.
Thứ đó không phải được dùng như thế. Anh không thể tùy tiện sử dụng tình dược với người khác. Cái này không thể giúp cô ấy trở thành vợ của anh. Anh chỉ có được một hồn ma mà thôi. Thứ này đã bị nguyền rủa. Tệ hơn nữa là các người sẽ bị thương. Thế ông muốn thế nào mới chịu giúp lên? Dùng ngón tay kim cương. Phải tìm ngón tay ấy ở trên cơ thể một đứa trẻ chưa chào đời. Sau đó, lúc anh nhớ đến cô ấy thì cầm lấy nó, rồi đưa ngón tay hướng về cô ta. Sau một đêm thì cô ấy sẽ đến tìm anh. Thế tôi phải tìm ngón tay ấy như thế nào? Gần đây không có ai mang thai cả. Để tôi ăn trứng gà. Ngon đó. Ai nấu cơm vậy? Tôi. Là cô nấu sao? Đúng thế, chả trách ngon như vậy. Ngay cả dưa leo cũng rất ngon. Tha cho tôi đi. Có gặp mắt không? Có không? Không có. Quân đội đã phái anh ta đi lên phía Bắc đánh nhau với quân Nhật. Không biết khi nào mới về. Anh ta thật đáng thương, gia đình lại gặp chuyện bất hạnh. Nắc chết khi chồng của nó đi đánh giặc. Tôi không còn cách nào khác, chỉ cảm thấy bọn họ thật đáng thương. Mắt phải biết việc đánh nhau với Nhật phải mất rất nhiều tháng. Chúng ta làm lễ tang cho cô ấy nhé. Đợi mắt về mới hỏa táng. Để bọn họ có thể gặp nhau lần cuối. Thật đáng thương, họ không thể nào gặp mặt con của họ. Thật là, anh không thấy tôi đang rất căng thẳng sao? Trong thôn chúng ta gần đây xảy ra nhiều chuyện kỳ quái. Pô Linh thì treo cổ tự tử. Nắc vậy đứa bé trong bụng cô ấy chết đi. Hay là thế này, chúng ta đi tìm đại sư để trừ ma đi. Đi thôi, làm ơn đi đi. Được rồi, để tôi đi. Cô không cần đi đâu, để tôi đi. Đi đi, tôi sẽ đi mà. Đừng mà, đi đi. Sao lại lạy tôi thế? Chúng ta là bạn mà, không cần phải lạy đâu, thôi mà. Không cần lạy tôi đâu. Tôi là Poken đây, các người quên rồi sao? Anh xem bên kia kìa, xem bên kia kìa, bên nào? Cứu tôi với. Nắc, phòng con hãy yên nghỉ. Con không cần lo đâu. Hãy yên tâm lên đường.
Nắc và con trai đã chết chung với nhau. Vậy đứa bé có sinh ra không? Tôi nghe dân làng nói, lúc cô ấy sinh đứa con đã trút hơi thở cuối cùng. Lúc trời sáng thì đã vỡ nước ối. Hai mẹ con đều chết. Các hiện giờ vẫn ở trong mộ, đợi mắt về sẽ hỏa táng cô ấy. Thế thì tốt quá rồi. Anh đi tìm bạn của anh đi. Anh ta tên là gì nhỉ? Plum. Bảo anh ta tối nay đến ngôi mộ đợi tôi. Vâng, thưa đại sư. Tôi sẽ cắt tay của đứa bé làm kim cương chỉ cho anh ta. Không nên xuất hiện, anh sẽ phá hỏng nghi thức. Ông không thể nghĩ cách gì sao, đại sư? Anh đúng là không nên đến đây. Đại sư, cô ta đi về hướng chúng ta kìa, càng lúc càng gần rồi. Các ngươi ngồi yên, xem ta làm phép. Lên, anh muốn lợi dụng tôi bao lâu nữa? Tôi đã chết rồi mà anh còn làm thế với con tôi sao? Tôi sẽ lấy mạng anh. Nắc, cô quá tự cao rồi. Cô muốn thử pháp thuật của ta sao? Được. Sao cô ta hoàn toàn không bị gì vậy? Xem cô ta kìa. Cô chạy đi đâu thế? Mau lên, trời sắp tối rồi. Hồn ma Nắc ở bên kia kìa, mau nhảy đi. Tôi đang về nhà. Sao cô lại gọi tôi vào lúc này?
Mau lên thuyền đi. Tôi sẽ đưa cô về nhà. Sao đã tối thế mà còn đứng đây nữa? Cô biết không thế? Đúng là người đẹp. Nếu cô không đẹp thì tôi đã không dừng lại rồi. Được rồi, để tôi đưa cô về nhà. Nhà cô ở đâu? Cô ơi, nhà cô ở đâu? Tối thế cô đi một mình không sợ à? Để tôi ngắm kỹ cô. Ghê quá. Trời vừa tối vừa lạnh. Tên ngốc, im đi. Lần sau đừng dựa vào như thế nữa. Anh cũng thế mà. Xin lỗi. Token, sao thế? Cô ta lại đến. Ai đến hả? Cô ta đến rồi. Ai vậy? Nắc đến rồi. Nắc đến chùa làm gì? Đây không phải chuyện đùa đâu. Cô ta là ma đó. Không cần sợ. Đến đây đi. Bóp cổ tôi đi. Bóp chết tôi đi. Nắc sẽ không ra tay với chúng ta đâu. Chúng ta đâu phải là người lạ. Nắc, cô hãy yên nghỉ đi. Tôi cũng nhớ cô. Nhưng mà chúng tôi cũng hết cách, đúng không? Chúng tôi cũng cảm thấy cô rất đáng thương. Nắc, cô đừng quyến luyến nữa. Tôi phải trốn thôi. Tôi trốn đây. Cô đợi thuyền đi Bangkok hả? Nhưng mà bây giờ thì hơi trễ rồi. Tôi không nghĩ sẽ có thuyền đến. Tôi đang đợi người. Sương mù nhiều quá. Cô đợi bao lâu rồi? Người cô lạnh quá. Lạnh thế dễ bệnh lắm. Vậy là cô đứng ở đây cũng lâu rồi. Cô sẽ bệnh đấy, cô biết không? Tôi nghĩ cô đừng ở đây kẻo dính sương mù đó. Tin tôi đi, không có thuyền đến đâu. Theo tôi về đi, đi thôi. Cô là đàn ông hay là voi thế? Nặng quá.
Anh về nhà đi, tối nay tôi không khỏe lắm. Mai gặp nhé. Một con chim đen đẻ trứng cho quà đen ăn. Chim đen thích con của quạ. Tưởng chúng là con của mình. Lên. Anh ở đây làm gì? Tôi trải giường cho anh. Anh mở cái radio đó hả? Đúng thế. Đi đi, tôi muốn ngủ. Được, anh chạy đến đây làm gì? Anh có thể đưa tôi về nhà không? Nhà tôi ở ven sông gần đây thôi. Được rồi. Tôi rời nhà lâu rồi. Không biết ở đây có gì thay đổi. Anh rời khỏi nhà bao lâu rồi? Hơn một năm rồi. Tôi được đưa ra Bangkok để đi lính. Đừng say nữa, mau qua ăn cơm đi. Lâu rồi con không ăn cơm với dì đó. Con ăn đi. Dì phải say để mai đi chùa với mấy người bạn. Nát, sao em ăn ít thế? Em không biết nữa, em không muốn ăn. Em bệnh rồi hả? Em uống thuốc chưa? Em không biết nữa, em thèm ăn giấm. Đúng rồi, đây là dấu hiệu mang thai đó. Dì nói gì hả? Con sắp làm bố rồi. Mắt nát. Thật không thế? Em đã có thai được 2 tháng rồi. Anh sắp làm bố rồi. Đúng rồi, vậy dì sẽ phải mệt thêm đây.
Cô Linh, Man, Sape, tôi sắp làm bố rồi. Nghe tôi nói này, tôi có tin tốt. Tin tốt hả? Vợ của tôi, Nắc, đã có thai được 2 tháng rồi. Có thai rồi ư? Nhanh vậy sao? Con ơi, để bố nghe nhịp tim con đập. Có quá đáng lắm không? Để tôi nghe nữa. Có thể cho tôi nghe không? Có thư. Poken, có thư. Cảm ơn. Tôi không biết chữ. Thật hả? Yêu anh lắm. Nhớ anh lắm. Nè, đùa tôi mà. Tôi đùa thôi. Mắt là thư của anh. Chính phủ gửi đến đó. Sao thế? Trên đó viết gì? Bọn họ muốn anh đi lính ở Bangkok. Anh phải đi sao? Anh phải bỏ lại em sao? Em mới có thai mà. Nè, một người đàn ông phải có trách nhiệm với đất nước, phải báo hiếu cho tổ quốc. Anh hứa với em, đợi khi anh rời ngủ, anh sẽ trở về với em ngay. Anh không được nhìn cô gái nào ở Bangkok đấy. Hàng ngày anh phải nhớ em và con. Anh chỉ có thể yêu mình em thôi. Hứa với em đi. Được rồi, Nắc. Yêu của em, em đã đọc thư anh gửi. Anh đừng lo cho em, hãy dốc sức bảo vệ đất nước. Thank you.
Tôi hiểu rồi. Anh đã đến Bangkok. Hình như tôi chưa gặp anh bao giờ. Nhà anh ở gần đây không? Không xa đâu. Thêm hai con rể nữa là đến. Trước cửa nhà anh có tổ kiến phải không? Đúng thế. Anh đến nhà tôi rồi sao? Thế này nhé, khi chúng ta đến nơi, anh vào ăn cơm chung với chúng tôi nhé. Tôi nói thật đó, vợ tôi nấu ăn ngon lắm. Cô ấy nấu ăn ngon lắm hả? Thế cô ấy là ai? Tên của cô ấy là Nát. Nát hả? Giúp tôi một việc được không? Cầm cây chèo đi. Anh tự mình chèo về nhà đi. Anh về đến nơi thì thả thuyền trôi về đây. Tôi trốn đây. Anh không đến ăn cơm chung với chúng tôi hả? Không cần đâu, cảm ơn. Tạm biệt nhé. Trốn thôi. Ăn cơm miễn phí mà cũng không muốn sao? Thật kỳ lạ. Nát ơi. Cô ấy đi đâu rồi? Sao lại bỏ nhà trống không thế này? Trên thuyền không có người. Poken, đến gần hơn chút nữa. Kéo nó đi. Không có ai cả. Trong thuyền còn có một dây sắt nữa. Đây là thuyền của ai thế nhỉ? Là của tôi đó. Bám chắc vào. Đưa tay cho tôi. Anh làm chúng tôi sợ chết khiếp. Sao anh để thuyền trống không lên lên trên nước vậy? Anh không sợ có người ăn cắp thuyền hả? Anh điên hả? Lúc nãy tôi mới chở một người về nhà. Anh ta bảo anh ta từ Bangkok về. Sau đó anh ta bảo tôi đưa đến nhà của Nát. Nhà Nát hả? Mắt. Nhất định là anh ta. Chính là anh ta. Mắt. Mắt hả? Mắt về rồi hả? Sau đó Mắt Nát. Mau đi đi, Poken. Hai người muốn đi đâu? Đi tìm Mắt. Đến nhà Nát hả? Đúng. Chúc hai người đi đường bình an. Tôi chạy trước đây. Anh tính chạy đi đâu? Đợi tôi với. Sao thế? Chúng ta phải đi gặp Mắt mà. Lên thuyền đi, mau lên. Vào nhà đi, chúng ta cùng nhau uống một ly. Đợi đã, anh có chắc không đấy? Poken, sao hả? Chúng ta về thôi. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như thế.
Bò Ken, lên nhà tôi chơi đi. Tôi phải đi đây. Anh tính đi đâu? Tôi đau bụng. Lên nhà tôi chơi đi. Tôi phải đi đây. Đau bụng quá. Có lẽ Nắc dẫn con ra ruộng rồi. Quế sẽ mau về thôi. Được, chúng tôi sẽ ghé sau vậy. Chuyện này là sao nhỉ? Nam chả. Nàng ơi, phi má là cha. Anh về rồi nè. Chịu hết nổi rồi. Đau quá. Dì ơi, con chịu không nổi nữa. Sẽ không đau nữa đâu. Lúc đứa bé sinh ra thì sẽ hết đau thôi. Cố lên Nắc. Sinh ra thì cô sẽ không sao đâu. Em đau quá, mắt. Em chịu hết nổi rồi. Cố lên Nắc. Đứa bé ra đời thì sẽ hết đau thôi. Nắc chết rồi.
Hey! Trời ơi! Nhắc! Em làm anh hết hồn. Anh đã về từ trưa rồi. Sao em không nhìn anh? Sao mấy nàng không ở lo chờ phi là cha? Sao người em lạnh thế? Em không sao chứ? Còn con của chúng ta đâu? Nó khỏe chứ? Anh ôm nó được không? Nó đang ngủ. Đừng đánh thức nó. Khi thức nó sẽ quậy lắm. Thế cũng được. Cứ để mai vậy. Để mai anh gặp nó. Nắc. Anh hơi đói. Tối nay chúng ta ăn gì thế? Anh đi nghỉ trước đi. Em nấu cơm cho anh ăn. Hay quá. Anh rất nóng lòng muốn được ăn cơm của vợ mình nấu. Qua đây, để anh ôm cái nào. Nắc, anh nhớ em lắm. Em nhớ anh không? Nhất định là do ánh sáng. Anh rất muốn ăn tương ớt do vợ mình làm. Sao nghe nặng mùi thế? Em thích ăn khô cá ướp. Rất thơm phải không? Em nói thơm vậy anh cũng cảm thấy thơm. Anh luôn nhớ hương vị tương ớt do vợ anh làm.
Giờ mới lặp lại. Em vẫn còn thức hả? Em không ngủ được. Em cứ nhắm mắt lại rồi sẽ ngủ được thôi. Nếu không ngày mai em sẽ mệt lắm đấy. Sao thế? Hình như anh thấy cái gì đó. Anh mới rời khỏi đây thôi mà. Bây giờ anh đã chán ghét em rồi. Không phải thế. Sao anh có thể chán ghét em chứ? Có thể do anh mệt quá nên mới xảy ra ảo giác thôi. Chúng ta ngủ thôi. Được. Em luôn đợi anh về để chúng ta có thể trở thành một đôi tuyệt vời. Mắt. Anh đi vệ sinh. Anh đi vệ sinh một chút sẽ quay lại ngay. Sư phụ đi cẩn thận, trời mưa đó. Mau lên, nếu không thì không kịp cứu ngắt đâu. Mắt. Sao lại đến đây? Nắc chết rồi. Cậu ấy chết lúc lâm bồn. Tôi nói thật đó, Nắc chết rồi. Sao anh lại nói thế? Thật đó, Nắc chết rồi. Anh nói bậy. Tin tôi đi, Nắc đã chết rồi. Chúng ta phải đi tìm đại sư Nắc. Tôi không tin anh đâu. Chúng ta đi tìm đại sư thôi. Thả tôi ra. Đừng qua đó. Thả tôi ra. Mau lên. Đừng giày vò mình nữa. Đừng tiếp tục nổi hận thù nữa. Như thế thì nghiệp chướng xấu sẽ theo cô đến kiếp sau.
Không ai giúp được cô. Đây là nghiệp chướng của cô. Cô phải hiểu là cô đã chết rồi. Kiếp sau cô sẽ có cơ hội gặp lại mắt. Đó là thật hả? Nếu như giống lời sư phụ nói thì tôi sẽ quay lại đưa thêm tiền cho ông. Các người ở đây bao lâu rồi? Đến từ lúc mắt San đang tụng kinh. Đáng chết. Nghe nói gần đây Nắc thường xuất hiện dọa người. Đúng thế. Không ai muốn bắt cô ta sao? Đại sư, pháp thuật của cô ta mạnh lắm. Những người muốn bắt cô ta đều bị bóp cổ chết. Cho nên bố tôi bảo tôi đến mời sư phụ đến bắt cô ấy. Thật sao? Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi có thể bắt được cô ta? Các người đánh giá cao tôi quá rồi. Ông có thể lấy ngón tay từ cơ thể của con cô ta thì chắc chắn sẽ thu phục được cô ta. Không ai ngoại trừ ông ra có thể bắt được Nắc. Vậy sao? Để tôi nghĩ đã. Ông hãy đồng ý với bố của Plan đi. Nắc là mọi người trong làng sợ chết khiếp. Không ai dám ra đường một mình vào buổi tối cả. Để tôi thử xem. Nhưng mà sẽ đắt lắm đó. Bố tôi bảo ông cần bao nhiêu ông ấy cũng chấp nhận. Chỉ cần ông bắt được con ma đó, xin hãy giúp chúng tôi. Đại sư, tôi nghĩ tôi phải đi đây. Được. Cô đã là đệ tử của tôi, không cần sợ con ma đó. Cô ta tuyệt đối không dám đụng vào cô đâu. Cảm ơn đại sư. Như thế này đi. Bảo với bố của anh là tôi rất sẵn lòng cho chuyện đó. Cảm ơn ông. Đại sư. Sao thế Mắt San? Sao cô còn ở đây? Tôi tưởng cô về nhà rồi. Ông có thể xuống gặp tôi một chút không? Sao cô không lên đó nói chuyện với tôi? Cô muốn thử pháp lực của tôi à? Cô vẫn chưa rút ra được gì từ bài học lần trước hả? Được thôi, tôi sẽ cho cô nếm thử một lần nữa. Thế là thế nào? Tên đại sư khốn kiếp. Tên nóc nhà của ông kìa. Nắc, sao cô vẫn muốn khiêu khích tôi? Được rồi, tôi sẽ diệt trừ ác ma.
Tôi sẽ cho ông phải trả giá. Ông đã làm bao nhiêu chuyện ác độc, ông sẽ phải nhận báo ứng. Đại sư, ông có biết bộ dạng sau khi chết sẽ thế nào không? Ông có biết không hả? Mau tránh ra, tránh ra! Các người biết ta là ai không? Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Đi đi! Tránh ra! Tránh ra! Tránh xa ta ra! Tránh ra! Nghe có vẻ không ổn rồi. Tiêu rồi. Có thể đại sư bị con ma giết rồi. Tôi trốn đây. Lên. Tên khốn, lên. Nát, hãy tha cho tôi. Đừng hận tôi. Tôi sẽ làm lễ siêu độ cho cô. Lúc anh sắp chết, tôi sẽ cầu xin thần thánh tha mạng cho anh. Anh biết nghiệp chướng là gì không? Không được, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh đã hại đứa bé con tôi. Tôi sẽ giết anh. Tên khốn, lên. Sivan. Đồ tiện nhân. Xuống địa ngục đi. Lên. Anh quên là tôi đã chết rồi sao? Tôi sẽ bóp cổ anh cho đến chết. Nắc, hãy tha mạng cho tôi. Tôi làm thế cũng vì tôi yêu cô. Đừng báo thù tôi. Đừng trách tôi. Đây là tội lỗi anh gây ra. Bây giờ anh phải trả giá. Lên.
Tôi sẽ cho anh biết cảm giác sống không bằng chết. Một con chim đen đẻ trứng cho con quạ. Hãy yên nghỉ đi nắp. Anh thật bất hạnh. Ngay cả hòa thượng cũng chạy. Nắc. 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 Ê, bài bài cô. Thả tôi ra. Nắc. Nắc. Má, đừng rời bỏ em với con. Đừng chán ghét bọn em. Hãy đến sống với bọn em, mắt. Cho anh ta đi đi. Nắc. Anh luôn đợi ngày này. Ngày có thể được ôm người vợ của mình. Kể từ khi anh rời khỏi,
Nhưng mà anh đã không còn cơ hội nữa. Ôm lấy xác của em, tất cả những thứ này khiến anh đau đớn vô cùng. Mất đi vợ và con của mình, nhưng mà nếu như bây giờ em tiếp tục tạo nghiệp chướng ác thì sẽ không được đầu thai. Nếu thế anh sẽ thấy đau lòng hơn. Nắc, hãy tha lỗi cho bọn họ. Nắc, anh xin em đấy. Mắt, em muốn ở bên anh, nhưng bọn họ không cho phép em làm thế. Nắc, đời này anh thề chỉ cưới một người vợ, không có em ở bên anh, anh cũng không thể nào sống được. Anh đã quyết định rồi, anh sẽ đi xuất gia làm hòa thượng. Em phải vui cho anh. Anh yêu. Nghe anh nói, hãy lên thiên đường đợi anh, anh sẽ rất mau tìm đến em. Nếu như thần linh là có thật, hãy nghe lời thỉnh cầu của con. Hãy để con và vợ mình đời đời kiếp kiếp là vợ chồng của nhau. Em hãy đi về thế giới cực lạc, yên nghỉ đi. Anh yêu, nguyện cho ánh sáng của thần linh sẽ soi rọi con đường em đi. Vì Nắc, người vợ yêu quý của anh, chiếc nhẫn cỏ được tạo ra từ tình yêu, là câu chuyện tình yêu giản dị ở thôn quê. Mắt vĩnh viễn yêu Nắc, tình yêu thật sự.